Hôm nay mình vô tình mình vào cái kênh YouTube giúp mẹ.com ấy, thì mình nhìn thấy cái hình ảnh của em bé nằm như thế này rất là đẹp. Mà bé như bé gái mà mình nhìn nó cũng ngang ngang tuổi với lại bé gạn nhà mình. Thế hôm nay lại mát trời các bạn ạ. Mà nó hở nắng nắng lên tí thì mình con nhà mình đang ngủ, thế thì mình cũng ngẫu hứng bảo hai vợ chồng sẽ chụp ảnh cho con theo cái kiểu này xem nó ra làm sao nhá. Mà các bạn cùng theo dõi cái video của mình nhé. Đây hiện tại thì con nhà mình đang ngủ đây, bởi vì nếu mà chụp được kiểu ảnh như thế này thì con nó phải ngủ, còn nếu thức thì chắc chắn là bé sẽ không không nằm được như thế này. Và hiện tại là đúng cái thời gian bé khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng tuổi như thế này thì chụp nó sẽ được đẹp theo cái ý mong muốn của mình các bạn nhé. Em giải có giải thảm hay chụp ở cái đèn giường luôn, thế chụp ở cái đèn giường luôn nhé, cái chân đúng không? Đấy, để chụp được cái kiểu ảnh như ý muốn thế này thì mình thứ nhất là mình còn phải đóng cái cửa vào và mình bật điều hòa lên các bạn này, cho điều hòa lên 29 độ luôn này, để làm sao để cho con khỏi rét các bạn nhé. Và phải cởi trần em bé ra nữa, nên là đây mình còn tăng tốc thêm một cái đèn sưởi quạt sưởi nữa để đảm bảo giữ nhiệt cho em bé là không bị lạnh. Đấy, theo ý muốn thì phải chấp nhận các bạn ạ. Đấy em thay quần áo cho con đi. Đây này, phải cởi trần em bé ra này, chỉ đóng mũi bỉm không thôi đấy. Đóng mũi cho con, đóng mũi vào, đúng rồi, đóng mũi vào. Không giống của họ ạ. Ừ, kệ nó, cái ảnh như đẹp mình nhìn con nhà mình sao mình cứ chụp, cảm thấy thích nhà mình hứng thì mình làm thôi. Đầu góc bên này thì chụp gì? Đầu nó cứng hơn rồi, trước con không cứng nhưng bây giờ cái ảnh kia nó không cứng nhưng con nhà mình nó cứng hơn rồi đấy. Đấy. Đấy, quay đi bố nào, quay đi bố nào để mẹ chụp nào, bắt chân vào nhau đấy, đẹp đấy, đẹp 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 lắm đấy nào. Con gái nào, ngoan quá nào, ôi bị chân lại bỏ ra mất rồi. Ừ ừ đây, đẹp quá nào, rồi đấy. Đấy, cái tuổi con nhà mình hiện tại là đang là 1 tháng 12 ngày, gần tháng rưỡi các bạn nhé. Đấy, lúc này thì đầu của em bé là cũng chưa 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 nhấc hẳn lên nổi được, thì em bé mới để nằm nguyên này thôi, chứ còn khi mà em bé nó rồi khoảng 3 tháng mà biết nãy đấy là không bao giờ em bé nằm yên này đâu các bạn ạ. Mà lại đang cái lúc này đang lúc là nửa tỉnh nửa mơ nhé các bạn nhé, chứ nếu mà thức hẳn này mình cũng là em bé dậy ngay, nhưng mà ngủ hẳn thì cũng lại không chụp được đấy các bạn nhớ chưa. Đây là đây, gạo chào cả nhà đi con ơi. Đấy thôi, video của mình xin dừng tại đây các bạn nhé, để mình tập trung và mình chụp một cái ảnh đẹp cho con nhá. Chào các bạn nhá, các bạn nhớ là phải để nhiệt độ ở phòng cao lên một tí nhá, và bật sưởi mới bật điều hòa lên để cho con đỡ lạnh nhá, không rồi được kiểu ảnh như cháu lại ốm mình không bỏ nhá các bạn nhá.